trời mẹ đem sinh mẹ đồng trinh hân hoan kinh mừng mẹ Maria hân hoan kinh mừng mẹ Maria mẹ Thiên Chúa ơi mẹ Thiên Chúa ơi mẹ kia trinh vẹn Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng
Lạy Chúa, Chúa đã nhờ sẵn một cung điện xứng đáng cho con Chúa giáng trần, thì làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng gìn giữ người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Nhờ công nghiệp con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công trinh thánh thiện mà nó giúp con Chúa là Thiên Chúa sống và hiện trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Bài Kinh Thánh sáng thế, Thiên Chúa đã gọi Adam và phán bảo ông rằng: Ngươi đang ở đâu? Ông đã thưa: Tôi nghe thấy tiếng Ngài trong vườn để lại, nhưng tôi sợ hãi vì tôi trần truồng và tôi đang mặn nút. Chúa phán bảo ông rằng: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng? Há chẳng phải tại ngươi ăn trái cây mà ta cấm ngươi không được ăn ư? Adam thưa lại: Người phụ nữ Chúa đã cho lòng bạn với tôi, chính nàng đã cho tôi trái cây và tôi đã ăn. Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: Tại sao ngươi đã làm điều đó? Người phụ nữ thưa: Con rắn đã lừa dối tôi và tôi đã ăn. Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: Bởi vì ngươi đã làm điều đó, ngươi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muôn thú địa cầu. Ngươi sẽ bỏ đi mặt bụng và đi ra vùng đất mọi ngày trong đời đi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa đi và người phụ nữ, giữa miêu rể đi và miêu rể người đó. Người miêu rể đó sẽ trả đắt tội đi, còn đi thì định cắm cốt chân người. Và Adam đã gọi tên vợ mình là Eva, vì lẽ bà là mẹ.
trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ có phúc hơn mọi người phụ nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Maria thưa với thiên thần: điều đó sẽ đến thế nào hơn, vì tôi không biết tên người nào. Thiên thần nói với trinh nữ: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩ với Chúa, ngày trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi vào đang tổ của người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà gia đó, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: việc đó sẽ đến thế nào được, vì tôi không biết tên người nào. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và khi quyền được tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Và này Elizabeth chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong một tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà bên họ gọi là son sẻ, vì không có việc gì là Thiên Chúa không làm được. Maria hiền thương: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sự vận chuyển. Và thiên thần cảm biến trinh nữ. Đó là ở trong làng Nazareth
quan tâm, được Đức Chúa đề nghị một cách đặc biệt vì thế mà Ngài đã chuẩn bị để cho mẹ xứng đáng với sứ mạng làm mẹ được cụ thể. Do đó ngay khi thụ thai trong lòng bà Thánh Anna thì mẹ Maria được đầy tràn Chúa Thánh Thần, đứng làm những vẻ đẹp huy hoàng cũng như là ngăn chặn không cho tội lỗi bén mảng đến tâm hồn của mình, để mẹ lập lại trật tự mới cho nhân loại đã bị tội lỗi ép và đánh mất. Và điều đó làm cho mẹ trở thành một người tín hữu ưu tùy của xã hội, vì mẹ là người đầu tiên được hưởng nhờ ơn cứu độ của Chúa Kitô với đặc ân vô nhiên quyền tội. Kính thưa cộng đoàn, trở về với trang tin mừng của Thánh sử Luca mà chúng ta vừa nghe trong thánh lễ hôm nay, kể lại một câu chuyện, một cuộc truyền tin. Sứ thần Gabriel đã hiện đến cho mẹ biết một cái tin, và một cái tin này rất là trọng đại. Trọng đại là Đức Chúa muốn mẹ là mẹ của đấng cứu thế. Sau một vài câu đối thoại với nhau, sau một vài câu trao đổi với sứ thần, mẹ Maria biết rõ và mẹ Maria đã nhận ra đây là thánh ý của Thiên Chúa. Vì thế mà mẹ rất là an tâm, mẹ rất là tin tưởng trả lời ngay với sứ thần: này tôi là con tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ mẹ truyền. Kính thưa thiên vâng của mẹ vừa thuộc ra khỏi ngôi miệng thì ngay lập tức ngồi hai con Thiên Chúa tội cảnh lấy sắc vàng xuống ngưỡng trong cung lòng của Đức Thánh. Sự hiện nhất bản tình Thiên Chúa với bản tình của loài người bắt đầu thực hiện, và ngay lúc đó Thiên Chúa đã ban cho mẹ một vinh quang, một vinh quang rất đặc biệt là mối kết chức vụ mẹ Thiên Chúa, đó là mẹ được đầy đủ mọi ơn phúc cần thiết để mà chu toàn vai trò làm mẹ Chúa cụ thể. Đồng thời mẹ trở nên đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người chúng ta. Câu chuyện truyền tin cho chúng ta biết nhiều điều quan trọng. Điều quan trọng thứ nhất đó là con tức mẹ chính là con của Thiên Chúa, như là sứ thần đã nói với Đức Mẹ. Con và sinh là con của từng tội cảnh. Cái điều quan trọng thứ hai là đặt mẹ chỉ thai mà vẫn còn tội chính, vì điều đó là điều ở phép Chúa Thánh Thần. Mẹ Thiên Chúa cũng như là hai cái điều quan trọng vừa rồi, Thiên Chúa toàn năng đã dung hòa hai cái việc hệ trọng đó là với nhau. Vì thế Đức Mẹ, bản thân Đức Mẹ, mẹ rất là quý trọng đức đồng chí, đến nỗi mà mẹ rất muốn hy sinh cái chức vị là mẹ Thiên Chúa còn hơn là mình thất chính. Rồi điều quan trọng thứ ba là yêu thương nhung và vâng lời mong lẽ của Đức Mẹ. Khi Đức Mẹ nghe Thiên Thần trình bày những việc Thiên Chúa muốn như thế, và mẹ đã gật đầu một cách mau ngoan và đã đưa lên tiếng xin vâng. Và sau cùng Ngài làm mọi sự vì đối với Ngài gì là không thể làm được. Kinh thừa với cộng đoàn, chính vì thế mà Đức Maria mẹ có một vị trí rất là quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta, cũng như là của giáo hội, đặc biệt là đối với các Kitô hữu Việt Nam. Chúng ta thấy người Việt Nam chúng ta rất là yêu mến Đức Mẹ. Thật vậy, ngay từ đầu khi mà khai sinh giáo hội, mẹ đã hiện diện, mẹ đã đồng hành với giáo hội, mẹ chuyên cần cầu nguyện với các tông đồ. Nhưng trước đó mẹ đã chấp nhận tham gia vào công việc chung của Thiên Chúa qua niềm thưa xin vâng đầy khó khăn và kinh nghiệm. Mẹ bước vào con đường của Chúa với lòng tin, một lòng tin thác tuyệt đối, và một khi đặt niềm tin vào Thiên Chúa rồi thì mẹ không ngừng
đã chu toàn phận sự của mình khi mà nuôi dạy Chúa Giêsu. Mẹ tham gia vào chương trình của Thiên Chúa, nhưng mà mẹ tham gia một cách rất là âm thầm, nhưng là rất nhiệt tình và rất nhiều hiệu quả cho con. Mẹ không hề nghĩ đến bản thân, mẹ không hề làm nổi bật cái bản thân của mình, nhưng mẹ luôn luôn hướng dẫn mọi người chúng ta qua mẹ để mà đến với Thiên Chúa. Mẹ chuyên tâm cầu nguyện để mà tìm ra thánh ý của Thiên Chúa sẽ thực hiện nơi mẹ cũng như là nơi con người chúng ta. Cuộc đời của mẹ chúng ta biết cũng giống như là những người phụ nữ khác, cũng biết đau khổ, cũng gặp những gian nan vất vả trong đời sống thường ngày của một gia đình. Nhưng mà cái đau khổ lớn nhất có lẽ là khi mẹ đã nhìn thấy chính con của mình, con yêu dấu của mình bị treo trên thập giá. Người mẹ nào mà lại không thương con? Người mẹ nào mà không đau xót khi mà thấy con của mình tức tưởi như thế? Nhưng mẹ không hề than vãn, mẹ không hề oán trách Thiên Chúa, mẹ không hề cảm thấy cũng như là không hề nguyền rủa những người đã kết án con của mẹ. Vì mẹ đã đặt niềm tin cậy vào quyền năng của Thiên Chúa, mẹ âm thầm hiện diện cùng với các tông đồ trong ngày con của mẹ đi hết con đường từ họ. Mẹ nhẹ nhàng hướng dẫn các tông đồ hãy kiên tâm niềm tin tự cậy trong nơi Thiên Chúa. Vai trò của mẹ rất là quan trọng trong suốt chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và đó là điều mà mãi mãi vẫn sống mãi trong giáo hội của chúng ta. Giáo hội đã cần dựa vào mẹ, và giáo hội ước mong mọi người chúng ta cũng hãy biết nói như mẹ để mà bước đi trên con đường tự thương ở trần gian này. Kính thưa quý tu sĩ, quý ông bà, chị em, vào ngày hôm nay giáo sư chúng ta mừng lễ mẹ vô nhiễm nguyên tổ là bổn mạng của giáo sư. Tất cả con cái mẹ vừa cũng như mẹ cũng như là cung linh thánh Giuse quan thành được. Qua cuộc cung linh vừa rồi, như muốn nói lên tâm tình của những người con rất là yêu mến đức mẹ. Vì mẹ không có tù gì cả, mà mẹ là tù chung tất cả mọi người chúng ta. Mẹ là mẹ của sự đạo chúng ta. Mà đã là con mẹ, đã nhận mẹ làm tù mẹ, thì chúng ta phải biết nhìn lên tấm gương của mẹ, sống tốt lành, sống thánh thiện, sửa đời. Có như thế thì chúng ta mới xứng đáng trở thành con yêu dấu của mẹ. Mừng lễ mẹ vô nhiễm nguyên tổ hôm nay, chúng ta tin tưởng vào tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Ngài sẽ tuôn đổ dư tràn ơn lành xuống trên giáo xứ, xuống trên từng gia đình cũng như là xuống trên từng người chúng ta. Mừng lễ được mẹ vô nhiễm nguyên tổ hôm nay, chúng ta có quyền hy vọng. Hy vọng ân sủng của Thiên Chúa sẽ chứng trang trên chúng ta và giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi yêu thương của mình và trở nên công chính. Dù biết mình bất sự yếu đuối, còn ngã đi ngã lại trong cũng lệ tội lỗi. Và xin Ngài tiếp tục làm bao điều lạ lùng trong cuộc sống của chúng ta, trong giáo xứ của chúng ta. Và giờ đây chúng ta tiếp tục chúng ta cầu nguyện cho giáo xứ, cầu cho cộng đoàn con đức mẹ vô nhiễm, cầu cho các đoàn hội, cầu cho quý bà, quý cô, quý chị em đã nhận mẹ Maria vô nhiễm làm tụ mạng hôm nay. Tôi tin linh một Thiên Chúa là cha. Thank you.
Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sự thần nói. Xin Chúa cho chúng ta luôn là con cái mẹ, biết theo gương mẹ, luôn sống trọn thành ý Chúa với tâm tình người từ nữ hèn mọn, để được phục về Chúa biết trọn vẹn cả xác lẫn hồn. Nhờ lời Đức nghe trên cầu. Trong niềm vui mừng lễ ba ngàn năm nhân thiên tội, bổn mạng giáo xứ chúng ta, xin Chúa ban cho quý cha, quý tu sĩ năng nữ và tất cả mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn được mẹ của thương yêu, đồng thời biết noi gương mẹ sự khiêm nhường, thánh thiện để tâm sát và tâm hồn luôn được Chúa thương yêu giữ gìn. Nghe lời Đức mẹ trên cầu. Thank you.
Thank you.
ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa ở sâu và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho em. Thank you.
chúng ta nhân lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng ta ban ơn về vô song là nhìn những Đức Maria khỏi khúc mắc nguyên tội, xin cũng cho thánh lễ chúng con tự hành chữa lành mọi tư tích nguyên tội còn để lại nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ là biết là bà có
Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã buộc dùng miệng Đức Trinh Nữ Maria sinh con và cũng chủ nhân hoài, xin Ngài ngoại thương cho anh chị em nên phong phú nhờ lành của Ngài. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Maria, nhờ lời anh chị em đã ngài anh nhận tâm bao sự sống. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng xuất sắc quy tụ lại ở đây, xin cho anh